một ngày bình thường của Thỏ Grinch và những điều bạn chưa hề biết. Đi nào! Có thể mọi người thấy Thỏ xuất hiện là một content creator về game và nghĩ đây là công việc duy nhất của Thỏ đúng không? Nhưng các bạn chưa biết rồi. Thỏ còn hơn thế nữa, cũng như bao người thôi, Thỏ còn có một công việc văn phòng hàng ngày. Thỏ vẫn phải đi gặp khách hàng, vẫn phải hỗ trợ khách hàng yêu dấu của mình và người bạn đồng hành của mình luôn đến từ nhà Samsung. Và là một sang fan chính hiệu thì Thỏ cũng kịp có cho mình một em Galaxy Z Fold 6 này. Nó hỗ trợ cho mình rất nhiều trong công việc cũng như giải trí. Với màn hình lớn 7.6 inch, mình có thể chia hai màn hình giúp công việc của mình trở nên hiệu quả và tối ưu hơn. Và cũng nhờ có sự hỗ trợ từ tính năng Circle to Search nên mình có thể tìm kiếm nhanh thông tin để đáp ứng tốt được công việc. Các bạn nghĩ một gamer sẽ có ít bạn bè hay ít ra ngoài đúng không? Nhưng không phải ai game thủ cũng vậy đâu nha. Thỏ còn hơn thế nữa, mình có nhiều bạn và vẫn thường xuyên gọi điện cùng bạn bè, những ván game chơi cùng hỏi bạn hay vẫn đi cà phê selfie cùng bạn bè và đồng hành cùng những cuộc vui của mình là em Galaxy Z Fold 6 này. Một màn hình lớn nơi mình có thể vừa chơi game vừa video call, một cụm cam sắc nét cho mình được những bức ảnh ưng ý để lưu lại khoảnh khắc hàng ngày của mình. Và còn hơn thế nữa, với nhiều tính năng mới lạ mà em Galaxy Z Fold 6 này mang lại cho người dùng cũng như sẽ giúp cho bạn có được nhiều trải nghiệm thú vị hơn, nâng cao cuộc sống và công việc hàng ngày của mình. Để khám phá hết thì còn nhiều cái để nói, Thỏ sẽ review thêm em nó vào video sau. Nhưng nếu bạn đang muốn có những trải nghiệm mới lạ từ chiếc smartphone của mình thì em Galaxy Z Fold 6 này là lựa chọn, mình nghĩ anh em có thể tham khảo nha.